Đến sáng nay ngày 15 tháng 11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất công tác chữa cháy, xử lý hiện trường vụ cháy tiệm sửa xe trên. Theo người dân nơi đây, khi ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội tại khu vực sửa xe của tiệm, nhiều người đã nhanh chóng tự kéo vòi nước, dùng bình chữa cháy xử lý ngọn lửa. Tuy nhiên, do tiệm sửa xe có nhiều xăm lốp, dầu nhớt là các vật liệu dễ cháy nên công tác chữa cháy tại chỗ bất thành. Công an thành phố Biên Hòa và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đã xuất 3 xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa. Khi xe cứu hỏa đến, ngọn lửa đã bùng phát lớn, nhiều chai hóa chất, dung môi bên trong tiệm bị cháy tỏa ra nhiệt lượng lớn. Sau nhiều giờ chữa cháy, sự cố cháy tiệm sửa xe cơ bản được khống chế. May mắn trong vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã làm hư hỏng nặng tiệm sửa xe cùng nhiều hàng hóa bên trong. Hiện vụ cháy tiếp tục được xác minh và điều tra.